Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn đầu đĩa than Bioner, mã là BL707. Mẫu này là chạy tự động hoàn toàn nha bạn. Tình trạng máy là nắp magazine theo máy, sáng đẹp long lanh nha, không nứt không vỡ nha, hầu như không có chày máy gì luôn, rất là đẹp nha. Cái nắp magazine nha. Còn thân máy thì thân máy gỗ bóng piano, sáng đẹp long lanh luôn, cái góc cạnh vuông góc luôn, không có bị cứng móp gì hết, rất đẹp nha các bạn. Mẫu này mẫu cao cấp, đây chỉ bị bụi thôi nha. Còn kim máng là kim máng zin theo máy nha. Kim này là kim MC nha, đánh nhạc hay hơn kim MM nha. Zin đúng bản vẽ luôn nha các bạn. Ở đây mình có nè. Mẫu này sản xuất năm 1982-83. Nó kim MC. Đó, đúng theo bản vẽ luôn nha. Đó, kim MC đúng theo bản vẽ luôn nha. Kiếm những kim zin chính hãng đã khó rồi thì bây giờ kiếm zin đúng bản vẽ của nhà sản xuất của model đó nó còn khó hơn. Còn cụm cần là đẹp long lanh luôn nha, đẹp như mới luôn. Còn in chữ đầy đủ. Nó nhìn rất là ngầu nha. Bàn xoay cũng rất là đẹp nha, không hề bị một vết ố nào nha. Đây là mẫu cao cấp chạy tự động hoàn toàn. Cho mình test máy các bạn luôn. Hôm nay ai mua máy này thì mình tặng cho cục chặn đĩa mới còn trong hộp luôn, màu vàng luôn. Đây là mình mở khóa nè. Ở đây là nút nguồn power bấm. Ở đây mình chọn chế độ đĩa 33 vòng hoặc 45 vòng để có đèn báo. Đây mình chọn size đĩa, tức là này tự động vào size đĩa luôn. Đĩa 30 là đĩa lớn, đĩa 17, 25 là đĩa nhỏ. Đây lặp lại, đây nâng hạ cần, đây start stop, khởi động luôn. Máy chạy tự động hoàn toàn luôn rồi. Khi nào mình muốn di chuyển bài mình bấm nút này. Đó, nâng cái cần lên, cần nâng hạ cũng tự động cũng rất là nhẹ. Giờ mình đưa vô. Mình bấm hạ cần thôi. Nó cần hạ cũng nhẹ. Lau mắt thôi em cứ hẹn nhưng
để ấy buồn như anh chàng làm thơ. Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không? Biết yêu em là biết nghe chờ mong. Chuyện tình yêu muôn đời kiếp tới này, nàng cứ quên hẹn hoài, chàng cứ quên chờ. Hết đĩa cần tự động thu về nha. Con này chạy hoàn toàn tự động, các bạn chỉ cần bấm start stop thôi. Tình trạng máy thì còn rất là đẹp nha, đẹp long lanh luôn á. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video.